Công ty Tông Huy xin kính chào quý khách. Hỏi nhanh chào anh, vừa làm việc khác đi. Sau đây là mẫu motor gì giảm tốc 3 pha. À, cầm đấy. Đeo V1. Và đây là bảng thông số của motor giảm tốc. Và đây là cách đấu điện của motor giảm tốc. Và đây là đầu của giảm tốc khi chưa lắp motor vào. Công ty motor đến được động cơ điện để giảm tốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.